Ayo, trên tay mình đây là 5 chiếc rệt của tựa game Anime Defend. Hôm nay mình sẽ đem 5 em này vào trong chế độ Infinity để xem rằng với 5 em chiếc rệt này mình sẽ đi được cũng rồi bao nhiêu nhé. Và ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên là tại cửa hàng của mình có tất cả dịch vụ về Anime Defend giá cả rất chi là phải chăng luôn. Ok, nếu như anh em muốn tham khảo thì đừng quên là kéo xuống phần bình luận hoặc là phần mô tả của video mình nhé. Bắt đầu video thế nào, let's go. Ok, hello mọi người, mình là Select đây. Thì ở video trước mình đã nâng được 4 em Secret của mình lên kỹ năng MIT. Thì ngày hôm nay mình đã có được Slam Secret Queen. Thì cái con Secret này là cái con có thể anh em có thể nhận được khi mà anh em đi trong cái quay Infinity bên đây. À, thì con unit này là mình mượn của anh Me Đại Thần. Ừ nha, tất nhiên là tôi chỉ có thể mượn được của anh Me Đại Thần thôi, chứ tôi kiếm ở đâu ra, đúng không anh em? À, và con Slam này thì đã có luôn cả kỹ năng MIT rồi anh em ạ. Hôm nay mình sẽ vào đem thử 5 em Secret này đi vào và xem thử là 5 em nó có thể đi được quay bao nhiêu nha. Ok, rồi, mình thì mình không, thực sự là mình không biết nên đi cái quay nào. Nên là chắc mình sẽ chọn cái map nào đó mà mình cảm thấy là dễ đi nhất. Ok, mình sẽ chọn cái map cuối cùng luôn anh em ạ. Mình sẽ đi map tuyết, à, Infinity, cao nhất từ trước tới giờ của mình là 24. Ừ, thấp tè luôn anh em ạ. Phải rồi thật, let's go. Alright, mình đã vào được game rồi anh em ạ. Chắc là mình sẽ đặt cái con dép đầu tiên ngay tại đây luôn cho nó máu. Ok, let's go. À, thì ở video trước thì mình vẫn chưa test sức mạnh của con khứa Gojo khi mà mình đã evolve và cho nó sở hữu kỹ năng MIT anh em ạ. Thì ở video này mình sẽ test luôn. Ok, sau đó mình sẽ đặt thêm một em Pochi. Rồi, let's go. À, con Slam mình sẽ test sau nha anh em. Bây giờ mình sẽ test trước Gojo, tại vì căn bản là video trước mình vẫn chưa test nó chưa. Ok, kỹ năng đầu tiên của nó khi mình đang lên cấp 2 là 40.000 dam anh em ạ. Phải rồi, đúng là cái skill MIT mạnh điên anh em ạ. Alright, rồi nâng cấp em Pochi lên. À, Pico, nâng cấp em Pico hay Pochi? Pochi, à Pochi chứ. Pico là sai rồi. Oh shit. Pico là sai rồi, sai rồi anh em ơi. Má tôi ẩu à, tôi sai sót quá anh em ạ. Đâu này, rồi. Ok, nâng lên level 3, 51.000 dam và kỹ năng là thành Chidori, mẹ nhìn như Chidori anh em ạ. À, ok. À, mấy cái kỹ năng này thì mình đã test rồi anh em ạ. Căn bản là bây giờ mình phải coi kỹ năng cuối của nó có phải là cái gì ta? Nó gọi là cái gì? À, bành trướng lãnh địa anh em ạ. Ừ, bành trướng lãnh địa của thầy Gojo. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy tới cấp cuối của thầy Gojo xem như thế nào nhé. Ok, trước khi mà chúng ta đến với kỹ năng cuối cùng của Gojo thì bây giờ mình sẽ gọi là review luôn em Slam Rimuru. Let's go. À, rồi, ở level đầu là 7.000 dam nha anh em. Đây là kỹ năng con Rimuru này là SSS, có nghĩa là cao nhất rồi đó nha, hay là hoặc là SS cộng thì nó sẽ cao nhất rồi, tôi không biết. Ở đấy, đây là kỹ năng đầu tiên của em, nó chính là Slam Brick. À, ok. Bắn một cái linh hồn vậy. Đúng không? Nhưng mà nhìn chiêu cũng đẹp đấy, nhìn chiêu cũng đẹp. Ok, lên tới level 2, pam, 16.000 dam. Vậy vẫn là kỹ năng đầu tiên thôi anh em ạ. Ok, tầm đánh lên được 30 và countdown là 3 giây, tính ra countdown 3 giây là đánh khá nhanh nha. Ok, tiếp tục. Paralyze ba cái gì đó Slam. Ừ, không cảm thấy tiếng Anh ngu lắm anh em. Oh shit. Trời heo, chiêu đẹp thế. Chiêu đẹp thế em ơi. Ôi ôi, nhìn nó giống cái gì, acid hả? Acid của Slam hả? Đúng không? Không biết nữa anh em ạ. À, ừ nha. Tôi nói chung là tôi đọc cái mấy cái kỹ năng này thì tôi ngu như bò vậy, bởi vì tiếng Anh là tôi nó thấp lắm anh em ạ. À, anh em thông cảm cho tôi một tí. Đấy. Rồi tiếp tục, lên level 4, 36.000 dam. Rồi ok, tiếp tục lên level 5 là Black Farm. Lên level 5 là ngọn lửa đen. Ok, ok để coi nào. Bù! Wow! Hắc thiểm à, hắc thiểm. Jujutsu Kaisen, hắc thiểm. Mạnh, nhìn mạnh điên đấy chứ anh em nhờ, nhìn được đấy chứ. Thì cho anh em đã không biết thì cái con tướng này được lấy ý tưởng từ Rimuru Tempest. À đấy. À, nhưng mà Rimuru Tempest thì ở trong anime nó là lưỡng tính. Còn qua đây thì khứa này nó trở thành con gái hẳn rồi anh em ạ. À. Ok, tiếp theo Slam Burst. Để coi, chiêu gì đây. Ô! Laser. Ok. Alright. Chiêu đẹp điên anh em ạ. Ôi ôi. Thế là con này tôi đặt ngay đây là cũng hay chứ, ngay một cái đường đánh thẳng của nó luôn, được đó nhờ. Không biết nó có đánh chậm không? Không biết nó có làm chậm không? Để coi kỹ lại coi. Thôi nào. Ô, nó không có làm chậm anh em ạ. Ok, cũng được, không có làm chậm thì cũng được. Rồi, tiếp tục nâng lên thêm phát nữa. 74.000 dam ở level 8. Holy shit, Black Lightning. Chuẩn bị có chiêu mới là Black Lightning nè. Để coi. Chi chớp đen à. Rồi, chiêu cuối cùng. À không, không chưa chiêu cuối cùng. Ok. Hả? Tại sao cái chiêu này nó bị... À, nó không đẹp bằng chiêu trước anh em ạ. Nó không đẹp bằng chiêu trước. Ok, nhưng mà chiêu nó khá là mạnh. Chiêu nó tầm đánh AOE. Cũng to, cũng khá to. Cũng được. Ok, chiêu tiếp theo của con Slam Spirit này chính là Slam Sugar.
À, nó là cái gì mà slam dân trào gì đó. Vãi hòn, cái skill như đẹp tê nhờ. Ôi, skill nó nhìn giống cái cánh này anh em. Ừ, nhưng mà nó màu đẹp hơn nhiều. Ôi, nhưng mà sao không thấy đam nhỉ? À, con nó không gây đam được mấy con dưới mặt đất. Ok, nice sữa chứ. Đang 106.000 đam nha anh em. Đam cũng khá là to, mặc dù nó chắc có lẽ là đam nó không to bằng những con khác. Tôi cảm thấy vậy, đam nó không to bằng những con khác anh em ạ. Nhưng mà nó là một con tướng sắc được tặng mà, nên là đam không to lắm thì nó cũng là điều hiển nhiên rồi anh em ạ. Ok, Max Level 110.000 đam. Chúng ta cùng qua tới tiếp theo, chính là thầy Gojo. Ok, tôi vẫn chưa nâng Max lên anh em ạ. Để bây giờ chúng ta sẽ nâng Max lên để xem có phải là chiêu bành trướng lãnh địa vô lượng không xứ của thầy Gojo hay không. Let's go. Ok, mình đã đủ tiền nâng thầy Gojo lên level 11 anh em ạ. Và anh em nhìn đi, từ level 10 lên level 1 là từ 129.000 đam lên 267.000 đam anh em ạ. Vãi hò thật chứ. Bam. Ôi trời ơi, đỉnh cao anh em ạ. Rồi, ở level tiếp theo thì tôi nghĩ cái Void Grip này chính là cái bành trướng lãnh địa của thầy Gojo vô lượng không xứ. Để coi chiêu nó như thế nào. Lĩnh vực triển khai. 無料空手。 Mày không tháo được bao con trai. Ôi, wow, mẹ coi kìa, chiêu mà to thế. Cái AOE này là AOE toàn phần luôn hả? AOE toàn phần mà anh em coi đi, AOE toàn phần từ đây qua tới đây. What the fuck? What the fuck luôn á. Oh my god. Đỉnh anh em ạ. Ôi vãi nồi thiệt chứ. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ đặt ra thêm 3 khứa secret, chính là Chung Yi Wu, Equip và Tanking. Ừ, nó đặt ra 3 này nữa để rồi nâng mắt level 3 đó lên. Rồi để coi là 3 nơi với 5 con secret này thì chúng ta có thể đi được Infinity ở quay bao nhiêu nhá. Let's go. Ok, ở quay thứ 27 chúng ta đã có thể mắt level em Tanking 196.000 đam. Let's go. Đấy, tiếp theo đó thì bây giờ chắc là mình sẽ đặt con Icrip đi. Con Icrip chắc là đặt ở đây luôn. Cho nó máu anh em ạ. Rồi, nâng cấp lên thôi. Nói chung là mấy khứa này thì nếu như anh em có xem YouTube về anime defense nhiều thì cũng biết skill đó rồi. Ừ, đấy. Đây là tôi sẽ skip qua cái phần nâng cấp nó luôn. Let's go. Alright, ở quay 31 chúng ta đã đủ tiền nâng em The Crystal Knight Clocker lên Max Level. Let's go. Auto sử dụng luôn. Đấy, 221.000 đam, mạnh điên, nhưng mà nó vẫn thua thầy Gojo 279.000 đam. Thầy Gojo đam to vãi nồi anh em mà, chơi không lại thầy Gojo đâu. Ok, chúng ta cùng đến với quay 35 và tôi sẽ max level luôn em The Sung Yiku. Yes sir. Thế là 5 con siêu lực của tôi max level rồi anh em. Vậy còn lại của mình bây giờ chính là đi ngủ. Yes sir, Vegan Time. Ok, mình đã đi tới quay 70 và đây chính là cái quay mà cao nhất từ trước tới giờ mình có thể đi được. Ở quay 70 này những con lính thường thôi nó đã 570.000 máu à, đúng không? Hay là 573.000 máu anh em ạ. Ok, những con quái thường thôi nó đã 573.000 máu thì không biết là con boss ở cái quay này nó sẽ là bao nhiêu máu đây nhỉ? Ok, chúng ta cùng chờ đợi xem con boss nó bao nhiêu máu nào. À, nói chung là mấy giới 5 thằng cu này thì nó đi nói chung là rất là nhẹ nhàng đấy mà. Chưa nãy giờ là nó vẫn chưa thể nào mà vượt qua được tới bên đây nha. Thề luôn, nó chỉ có thể đi được tới đây là nó nghèo hết rồi. Đó rồi, giờ để coi con boss đây. Con boss đâu rồi, con boss chưa ra. Ôi ôi, phải đợi tí nữa anh em ạ. Ủa rồi, con boss xuất hiện rồi anh em ạ. Hình như là 2 triệu 2 máu thì phải. Ôi, máu cũng to phết đấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là nó đi được tới đây là nó hài hòa anh em ơi. Thôi, thế thì tôi nghĩ là với 5 con này thì tôi phải đi được tới gần 100. Ừ, đi tới 100 thì nó mới xứng đáng với cái công sức nãy giờ tôi đi anh em ạ. Ok, thì mình sẽ cập nhật tình hình sau nhé. Let's go. Chúng ta đã tới được quay 90 và anh em nhìn đi, mà mấy con quái này nó tới tận 2 triệu máu, 2 triệu 2 máu. Và con boss là 337.300. Và con boss là 3.375.000 máu anh em ạ. Ở quay 90 với 3.375.000 máu. Oh shit, nó cũng hơi khó đấy. Nhưng mà khó cho ai chứ không có khó cho tôi anh em ạ. Thằng nhóc này chết đi. Đấy, easy anh em ạ.
chúng ta tiến thẳng tới quay 100 thôi nào. Từ để dịp xong cái đã. Rồi thắng là chắc chắn rồi đó anh em, mà không thể nào thua được, trừ khi con này 30 triệu máu thì may ra là tôi mới. Ê, ủa nó còn nó tới 2 cái máu luôn không? What the fuck? Ok, nó tới 2 cái máu là anh em ạ. Tôi không có đi cái này nhiều là tôi không biết. Ok, nhưng mà 57 triệu máu thì tới đây vẫn xử được, vẫn xử ngon kẻ nữa mà vẫn là ngon nhá, vẫn không sao, không vấn đề. Ok, cái này mà Sung Yi Wu giết được nó thì cũng khá bú ấy, khá bú ấy. Alright, giết đề. Ờ, 20 triệu máu. Ôi, có khi thua rồi chứ. Khi thua. Không thua. Hơi khó đi thôi nhưng mà chắc là không thua đâu. Còn 13 triệu máu mà. Tôi còn có 1 triệu tiền ở đây là anh em mà, không vấn đề. Úi giời, cứ nghĩ là thua. Thua thế nào được ấy. Sai. Easy. Rồi, chúng ta tiến thẳng tới quay 100 thôi. Let's go. Tới quay 100 rồi anh em ạ. Và trong cái thời gian mà nó thiệt là đợi tới quay 100 này thì anh em nhìn đi, đấy. Anh em thấy tôi đang trong đây nè. Và tôi bị kẹt con mẹ nó trong đây luôn rồi. Tôi bị kẹt trong đây luôn rồi đấy mà, tôi không thể đi đâu, đi ra ngoài được phải họ thật. Tức là có nghĩa mà nếu như tôi mà có lũng chỉ là một con thôi, ừ, mà nó đi ra khỏi cái vòng đánh của thầy cô Trô thì ra tôi sẽ đéo thế nào mà fake được luôn. Đấy, là tôi ăn cứt luôn anh em ạ. Phải họ thật. Để coi con boss lần này là máu bao nhiêu đây mà không thể nhìn được đấy. Phải họ. Ok. Máu là 5.8 triệu và có thêm 5.6 triệu là 10 triệu. Ok, tổng là 10 triệu máu. Oh shit, 10 triệu máu hồi nãy đánh mười mấy triệu máu rồi vẫn qua được anh em ạ. Thế có nghĩa là vẫn qua được, không vấn đề đâu. Và nha, tôi bị cấm cấm di chuyển rồi. Ê, đi ra đây được không? Nè, cho ra. Cánh mẹ bị kẹt trong đây chứ mấy hồi đó. Mẹ khó đấy, cho làm đấy. Ok, không biết là đánh được con boss đâu nữa. Ây à, con boss tới đây à. Ôi dồi, có khi quay 100 này mình lủng anh em à. Ây à. Có khi tới quay 100 mình lủng á chứ. Khó rồi. Thắng được không? Không, vẫn thắng được á. Còn 5 triệu máu tới đây, còn 5 triệu máu thì tôi nghĩ là vẫn thắng được, vẫn chơi được á. Alright, 5 triệu máu vẫn easy anh em à, vẫn chơi được. Còn 3 triệu thôi à. Mặc dù nó hơi mờ nhưng mà tôi vẫn nhìn được anh em à. Còn khoảng 3 triệu máu. Ý giời ơi anh ơi, qua được nha anh ơi. Tầm đánh tới đây là ok, thôi qua được. Easy. Dẹp sơ. Giờ không biết nó còn nhiêu máu luôn. Ôi trời ơi, sao quá rồi, không nhìn mực máu nữa anh em ơi. À đây, nó đi rồi. Nó cút rồi. Yes sir. Chúng ta cùng nhau tiến tới quay tiếp theo thôi nào. Let's go. Ok, tới quay 110 rồi anh em ạ. Mà tôi nghĩ là tôi sẽ lũng ở cái quay này, tại vì căn bản là giờ quái nó đang bị là tới trên đây rồi. À, thì cái lượng đam nó gây cho con boss nó sẽ không còn nhiều như trước nữa. Và tôi đứng trên đây thì tôi không thể nào mà chỉnh ở dưới về chung gẹt các thứ được. Nhìn nó khó chịu lắm anh em ạ. Thôi là mình để thua luôn cũng được. Tôi nghĩ là tới được quay 110 là hết đát rồi anh em ơi. Alright. Để coi là mình có đánh được con boss ở đây hay không nha. Ok. Không ngoài dự đoán của tôi thì thua rồi anh em ạ. Con boss nó đi tới đây rồi nè, thấy không? À, nó đang đứng ở đây nè. Thì có nghĩa là tôi không gây đam được cho nó nữa rồi. Vì mặc dù nếu mà con Sung Yi Wu có giết được thêm vài con nữa thì có thể là vẫn không giết được nó anh em ạ. Mình trông chờ vào may mắn thôi. Alright. A few moments later. Vâng, bằng một cái thế lực thần kỳ nào đó thì cái quay 110 có thể giết được con boss luôn anh em ạ. Và tôi đang tiến thẳng tới quay 120 nha. Con boss nó đang nằm ở đâu rồi? Ở đây nè, đúng rồi. Tầm đây nè. À, lần này không biết là giết được con boss hay không. Tôi nghĩ là lần này chắc là sẽ không giết được con boss nữa đâu. Nên là chắc là tôi sẽ thua đấy. Ok, tôi sẽ skip đến khi tôi thua luôn anh em ạ. Chứ tôi nhìn kiểu này tôi mệt mỏi quá, đứng ở đây không đi được đâu hết, tới mấy tay chân vãi cả ò ra. Cày tới nhờ. A few minutes later. À, bằng một thế lực nào đó mà tôi nghĩ tôi thua quay 110 nó lên tên 138 luôn rồi anh em ạ. Dạ dạ. Và mình thật sự là không biết là mình có thắng được quay 139 hay không. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt tới lúc mình thua luôn nha anh em. Chứ căn bản là tại vì video chắc là cũng hơi dài rồi. Dạ. Với lại là cái căn bản không còn gì để nói nữa hết trơn anh em ạ. Tôi thì không di chuyển được và tôi cứ đứng ở đó thôi. Ok, chúng ta đã đến tới quay 100 bao nhiêu quên mẹ nữa rồi, 140 mấy, 142, 143 gì đó rồi, thua rồi anh em ạ. Ok, 2:30 mà lúc đầu tôi làm video này, ủa dài cùng lắm mà, 1 tiếng là xong, 2 tiếng rưỡi, bắt đầu ngồi nhìn cái màn hình, chết mẹ. Alright, dù sao thì mình cũng đã đi được tới quay hơn 140, lúc đầu mình nghĩ là tầm 120 thôi, nhưng mà không ngờ lên được tới tầm 140 thì cũng khá là đỉnh.
Guys, thì nếu như anh em thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như đăng ký. Và đừng quên là tại cửa hàng của mình có tất cả dịch vụ về anime defense. Nếu anh em muốn tham khảo thì đừng quên là kéo xuống một bình luận hoặc phần mô tả của video này nhé. Ok, ổn bị để thần đâu kìa. What the fuck? Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại. Goodbye.